Sơn, Anthony và Hằng Lê gửi đến cả nhà một trích đoạn Đời Cô Lù. Xin phép cả nhà cùng thưởng thức. Lạ thiệt nha, mỗi khi mình đem cá tới đây bán, tôi tỉnh bơ như thường à. Sao bữa nay trong bụng tôi nó phập phồng lo sợ hoài. Phải chi hồi nãy tôi vác cái cần câu với cây đục cá tôi ra ruộng cho rồi. Má lưng con, lưng ơi. Dạ. Cô quan hận ba lắm phải không lưng? Dạ, hằng đâu có dám hờn trách má đâu. Chỉ mới đi thôi hả? Từ hôm ba con về, con mới hiểu rõ một đôi điều. Con hỏi thăm má, con xin phép ba cho con đến đây để gặp má. Mặc dù má không nhìn con, nhưng con cũng muốn gặp má một lần. Tại sao má không nhìn con? Tại sao má không nhìn con? Lưng ơi, con là nông ruột của má mà. Lưng ơi, chỉ vì mười mấy năm nay má cứ ngỡ là thân khi mặn non đã nảy lên trời, ngày qua ngày cứ lớn lên thôi. Dầu mưa gió tơi bời, dầu một mình bơ vơ. Tại má không biết. Ở xóm này mấy đứa bạn con nó còn tệ hơn con nữa đó má. Mấy đứa đó khác, con khác con à? Khác gì đâu má. Cha mẹ của nó làm lụng suốt ngày, không đủ gạo để mà ăn, cho nên nó mới lầm cạch đi như con vậy đó má. Nhưng bây giờ con có má rồi, để má tính vậy nghe luôn. Má cho con một số tiền, con đem về hai cho con kiếm cách nào tự quân sinh sống nghe con. Má, con không dám nhận đâu má.
Bà còn biểu tới đây gặp má thôi hà. Còn tiền thì con không dám nhận má ơi. Dạ. Con với ba cũng chặt lòng chặt dạ. Má không yên tâm. Niềm đau khổ chưa nhớ mà nỗi lo mới càng nặng nề. Chồng chết hay tin ba cũng vượt ngục trở về. Má tuổi tuổi mừng mừng lễ rơi thăm ba. Chuyện con còn sống sót nè. Lương ơi, ba nghe lòng đau nhói. Giờ có chết dấu nào đang sức mau trong tim. Thương cho ba con bấy lâu ngâm sầu nuốt thầm. Chịu rộn rối tuổi nhục chung lâu luôn. Tuổi già sức yếu trở về quê tương sẽ trọn vẹn câu thề. Trôi qua những ngày vô thể cách biệt, những ai có ngờ mãi từ lúc bạc tâm nở duyên tan ra. Ngày ấy ba con tóc hải còn xanh sau 19 năm trời nghiệt ngã, nay trở về đây thì tóc đã phai màu. Bao nhiêu nắng mưa sương gió dãi dầu, như tâm thân già chớ trôi, như gốc cổ thụ già cằn cõi với quê. Tuy gốc cổ thụ già cằn cõi không sắc không hương, vẫn mơ ước nảy lên những trời non xanh mưa. Gặp má đây là con thử đi một bước để xem ba má ra sao ngồi thuở trước. Lúc ơi, sự thật nào cũng vẫn là sự thật con ạ. Cho dù người ta có không tình đến một lúc nào đó khi mọi việc phơi bày ra ánh sáng, những người trong cuộc sẽ cười đau không hận. Má ơi, tình mẫu tử thiêng liêng cao quý, má đã chịu nhiều khổ lụy từ lúc mang thai đến khi khai hoa nở nhụy lúc sanh thành. Má không bảo vệ nổi đứa con riêng, đó cũng là một sự tất nhiên không tài nào tránh khỏi. Còn với ba con
với ba con thì những bất công ngoài xã hội. 19 năm đâu phải là thờ gian ngắn ngồi. Ba con về đây là nhằm vào bọn người gây nên tội, chứ không nhằm vào những lầm lỗi riêng tư. Con không dám nhận đâu má. Luân, con không thương má sao Luân? Luân ơi, đây là số tiền nhỏ mọn của một người vợ muốn chăm sóc cho chồng. Giữa lúc còn không có lòng đông, không phải má ý có tiền để nghe đây miếng lưỡi của bà con nói xong. Cùng con phải má dùng đồng tiền này gói rửa bất nhân lỗi lầm nhớ nhớ. Nhưng lưng ơi, thức khuya má đi đêm dài, có ở trong cảnh mới hiểu được tâm sự của người trong cảnh. Chị dàng eo lên lắm điều ám ảnh, hiện tại nó rối mù như giờ tư chẳng. Con ơi nhàn lạc bầy kêu sương thầm tiếng, người là bước chân là tròn kiếp thương sâu. Má ơi, con không dám nhận đâu má. Luôn. Dạ. Má có giữ sẵn cho ba con một lá thư. Con trồng tiền cầm cái thư đem về cho ba con, chắc ba con không nỡ từ chối đâu luôn. Má à, con luôn. Má ơi, hay là má để con về con nói với ba, con đưa cái thơ này, còn tiền thì khi nào ba con chịu con nhận, con sẽ quay trở lại gặp má nha má. Sao con không cầm tiền về luôn cho má vui? Dạ luôn. Con không thương má sao Luân? Dạ, con thương má, mà con cũng thương ba nữa. Luân. Dạ. Lần này má nói hết lời, mà con không nhận tiền, má, má cắn lưỡi, má chắc cho con vừa lòng Luân ơi. Má, má ơi, má, để con về con nói lại với ba nha má. Khi nào ba chịu nhận, con trở lại đây gặp má. Dạ thương má, con về. Luân, con về nha má. Luân ơi. Dạ. Con có bộ đồ này hả Luân? Dạ, con còn cái quần xa lõm nữa má. Trời ơi, con tôi. Thôi bây giờ con ở đây chờ má. Để má đi chợ, má mua mấy sập giải về mấy đồ cho con. Má, Serotonin và Hân Lê xin chân thành cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối an lành và hạnh phúc.